Xin chào toàn thể anh em yêu tàu thuyền nha anh em ơi. Thì buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ quay một chiếc tàu gỗ lưới rút tầm 17 mét rưỡi. Thì bây giờ là khoảng tầm 4 rưỡi 5 giờ chiều rồi. Nhưng mà trời nó sắp chuyển mưa cho nên là nhìn trời nó rất là u tối. Thì cái clip này là mình sẽ cố gắng mình quay nó hệ thủy xuống tận nước luôn nha anh em. Thì không biết là thời gian bây giờ mình quay tới lúc con tàu này nó hệ thủy xuống tới chốn nước thì có kịp vào buổi chiều không nữa. Nếu mà cái dàn sàng này nó đưa đi nhanh thì có lẽ là kịp vào buổi chiều. Nhưng mà cũng có thể là chiếc tàu này nó hệ thủy lấn vào ban đêm luôn nha anh em. Thì nếu mà con tàu này là hệ thủy lấn vào ban đêm thì lát xíu nữa đây những cái đoạn clip của mình là nó sẽ hơi mờ tối chứ nó không có trong sáng giống như ban ngày nè anh em ơi. Cho nên một số anh em theo dõi video tàu thuyền của mình thì thông cảm nha anh em. Bây giờ thì con rùa nó đang đưa tàu cá của chúng ta ra gần giữa khu vực đường ray rồi anh em ơi. Thì đây là một hệ thống đường ray gồm có 3 ray nha anh em. 3 ray thì chúng ta vận hành con tàu nó di chuyển rất là êm. Thì bây giờ các anh em của đội kỹ thuật của kéo tàu sẽ đưa cho con tàu nó di chuyển chậm lần xuống hạ thủy. Thì nếu mà cái đường ray này á, anh em thiết kế mà cho nó tờ xuống thẳng một lần á, thì có lẽ theo mình cảm nhận là có lẽ nó cái tần suất làm việc nó sẽ nhanh tới gấp 3, gấp 4 lần. Bởi vì ở đây mình thấy là ở mỗi quãng ảnh kéo mỗi cái quãng nờ mỗi cái quãng cơ nờ thì ảnh vô ảnh tờ chiếc tàu cá của chúng ta tờ ngược xuống. Ở trên thì có một hệ thống dây cáp bánh răng của hệ thống dây cáp là xẻ sợi dây cáp khuy 34 ra và vừa xẻ và vừa níu lại. Còn ở phía dưới thì ảnh sẽ sử dụng một cái hệ thống tờ một sợi dây kép nhỏ hơn tầm khuy 20 22, ảnh tờ cái dàn rùa này đi ngược xuống. Và ảnh không phải ảnh tờ một lần, ảnh không phải ảnh đặt máy ở phía cuối đường, ở phía gần khu vực hệ thủy ảnh tờ xuống, mà ảnh tờ ngang, ảnh bắt rầm rạp ảnh tờ ngang, cho nên là ảnh tờ tới 3 quãng. Cho nên là mỗi quãng chúng ta phải thu dây cáp về và chúng ta tờ lại, cho nên là cái việc này mình thấy nó rất là tốn nhiều thời gian của anh em kỹ thuật. Và cũng chính cái điều đó sẽ làm anh em kỹ thuật sẽ quất quẻ hơn trong cái việc mà một ngày phải kéo kẻ lên và xuống hơn 10 chiếc tàu cá. Thì những bữa gặp những chiếc tàu cá những cái công suất lớn như từ 17, 18, 19, 20 mét đổ lên thì anh em làm việc rất là mệt. Bởi vì cái công việc đẩy ghe này nó đẩy ghe và kéo ghe nó không phải là ngày nào cũng phải làm cái tần suất nhiều như vậy. Nhưng mà có những ngày cái con nước nó phù hợp để chúng ta kéo tàu cá lên. Và có những ngày là cái ngày rằm tháng tốt cho nên là người ta sẽ cùng một lúc hạ thủy rất là nhiều. Nên cái việc tàu chiếc ghe, tàu con tàu cá đi theo quãng như thế này mình thấy mất rất nhiều thời gian. Như con tàu cá này nếu mà chúng ta hạ thủy, chúng ta sử dụng một hệ thống dàn tàu nằm ở phía cuối của đường ray, chúng ta chỉ cần tàu một lần thôi thì con tàu này nó sẽ đi thẳng xuống. Nhưng mà ở này ảnh tờ ngang, ảnh bắt quãng cho nên là mình thấy nó tốn quá nhiều thời gian. Con tàu này đẩy từ lúc buổi chiều, nhưng mà khoảng 4-5 giờ chiều, nhưng mà bây giờ tới 7 giờ đêm rồi con tàu vẫn chưa được hạ thủy. Tàu cá này được chuẩn bị sẵn sàng hạ thủy vào buổi chiều, nhưng mà vì cái lý do có trục trặc kỹ thuật một xíu
cho nên bắt buộc các cái đội kỹ thuật phải thi công vào ban đêm để cho con tàu cá này nó kịp cái ngày lành tháng tốt rồi xuống xuống ụ. Bây giờ thì đội kỹ thuật sẽ kiểm tra lại tất cả các cái ụ nờ để canh con tàu này trên cái dàn sàn cho nó vững vàng một lần nữa, rồi mới cho con tàu hạ thủy xuống nước. Bây giờ con tàu đã sắp tiếp giáp với mặt nước rồi, còn khoảng 200m nữa. Đây, giờ con tàu đang chuyển dần xuống. Bên ngoài là lòng sông rồi, con tàu sắp tiếp giáp với lòng sông rồi, còn khoảng 150m nữa thì con tàu sẽ hạ thủy xuống nước. Hy vọng là mọi thứ đều an toàn, không có trục trặc bất cứ một lỗi gì tập nào hết. Con tàu đang dần tiếp giáp với nước rồi nha anh em. Lòng cốt của con tàu đang chuẩn bị tiếp giáp với nước. Thì ngay khi tiếp giáp với nước thì anh thuyền trưởng của con tàu anh sẽ nổ máy lên và nổ cả cái máy điện lên. Bởi vì khi con tàu ở trên bờ thì chúng ta không có thể nổ máy được anh em ơi. Các cái máy mà sử dụng ở dưới biển là hoàn toàn những cái máy động cơ nó được làm mát bằng nước nha anh em. Cho nên là chúng ta bắt buộc phải xuống dưới nước sử dụng nước chảy ở dưới biển, ở dưới sông để làm mát cho máy được. Rồi động cơ Yanma 6KH450 mã lực đã được nổ lên rồi anh em ơi. Hình như mình thấy hệ thống rồi, của máy điện cũng đã được nổ lên.
những cái bóng điện 500W của chiếc ghe 17 mét rưỡi này cũng được, đang được thắp sáng rồi anh em. Thì ghe này sử dụng hệ thống điện bóng 500 nha anh em. Còn những con tàu nào mà sử dụng bóng 1.000 và tam cô 1.500 thì mình cũng sẽ lọc tẻ lại đầy đủ cho anh em nha. Thì ở bên ngoài sao thì mình sẽ mô tả lại trong video y như lại nha anh em. Bây giờ con tàu cá nó đã nổ máy lên và nó dê ra ngoài khỏi cái dàn sàng của con rùa rồi anh em ơi. Đây, tàu cá đang dê ra dần và sử dụng ánh sáng của dàn điện 500W. Tới bây giờ thì chúng ta thấy là cái quá trình mà hạ thủy một con tàu xuống nước vào ban đêm thì nó đã hoàn toàn an toàn, mọi thứ nó đã mỹ mãn và được như mong muốn rồi nha anh em. Bây giờ hệ thống điện của con tàu đang càng lúc càng sáng lên, bởi vì cái bóng 500 mà cái bóng mà sử dụng bóng cao áp á thì chúng ta thắp một lát sau nó mới sáng mạnh nha anh em, mới đầu bật thì nó chưa sáng mạnh đâu. Thôi, video mình cũng quay tới đây là cũng đầy đủ trong quá trình mà sàng con tàu cá 17 mét rưỡi ra và đưa con tàu cá xuống hạ thủy và ngay trong ban đêm luôn, giống như cái dự định, cái dự đoán của mình. Thì bây giờ mình đã quay trong suốt cái quá trình kéo cái con tàu, bây giờ cũng đã tầm hơn 8 giờ đêm rồi. Bây giờ mình xin phép anh em là mình kết thúc cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở một cái video tiếp theo hấp dẫn hơn và lôi cuốn hơn nha anh em.